Ok, bao lâu rồi chúng ta chưa quay màn hình ngang trên YouTube nhỉ? Thật ra dạo này là mình đang build kênh TikTok và rất là nhiều deadline, rất là nhiều khách hàng booking mình cho nên mình không có thời gian để ngó ngàng tới kênh YouTube. Và trong một video mình có nói rằng mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm mà mình làm TikTok cho mọi người. Mình có nói với các bạn rằng mình sẽ chia sẻ trên cái group hàng hổ trên Facebook của mình. Mình cũng có làm một cái bài đăng và mình đăng lên trên cái group hàng hổ của mình, tuy nhiên là bị Facebook nó xóa đi. Cùng đi mẹ nó. Cho nên mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm mà mình làm TikTok ở trên kênh YouTube của mình nó sẽ an toàn hơn. Ok, để có thể build một kênh TikTok vững mạnh thì chúng ta phải biết được luật chơi khắc nghiệt của cái sân chơi này. Mình biết khi các bạn mở cái hướng dẫn cộng đồng ra thì giống như là các bạn đang đọc một cái sớ vậy á. Nó vừa dài mà nó vừa khó hiểu. Cho nên mình đã tóm gọn lại và làm nó dễ hiểu hơn cho các bạn dễ nắm được cái luật chơi. Đầu tiên là không kêu gọi mọi người tương tác hoặc là dẫn dắt follower của mình qua một cái nền tảng mạng xã hội khác. Ai thấy video này hay thì nhớ nhấn tim rồi comment rồi follow mình nha. Ngoài ra mình cũng có làm kênh YouTube đồ các kiểu á. Mọi người có thể theo dõi mình qua kênh YouTube nữa. Kênh của mình là Hắc Hổ. Rồi xong, ăn gậy hoặc là bị bóp tương tác. Đơn giản là vậy, TikTok nó muốn các bạn phải ngoi lên bằng thực lực chứ không phải là kêu gọi follow. Và đặc biệt là nó không muốn bất cứ một cái đối thủ nào đột nhập vào trong sân chơi của nó. Chuyện mà các bạn đem những cái hình ảnh của những cái nền tảng khác vô thì nó bóp tương tác các bạn là cái chắc rồi đó. Không tin đúng không? Kênh ai mà đang lên xu hướng nè, mấy bạn đăng một cái video nào đó xong các bạn để cái logo Facebook hoặc là cái logo của YouTube vô coi thử coi nó có bị bóp tương tác không. TikTok nó ích kỷ lắm. Nó như thằng Facebook á, bây giờ các bạn ngon các bạn gắn cái đường link của YouTube vào trong một cái bài đăng nào đó trên Facebook của y, nó bóp tương tác cả một. Và đặc biệt TikTok nó còn ích kỷ hơn cả Facebook ở điểm là nó không cho các bạn nhấn vào bất cứ một đường link nào cả. Mấy bạn thử cóp một đường link xong các bạn đi comment thử coi con người ta có bấm vô được không. Cùng lắm là cái link bio thôi. Cho nên nói không với điều số 1 nha. Video các bạn hay người ta tự follow, người ta tự tìm vậy thôi, khỏi phải kêu gọi. Tất nhiên là sẽ có những cách mà các bạn kêu gọi người ta qua một cái nền tảng khác trong tương lai, mình sẽ hướng dẫn các bạn, không phải bây giờ. Bước nào ra bước đó, chưa có bò thì đừng có lo chạy. Kế tiếp là vi phạm về phần trang phục. Nam thì cởi trần, khoe múi đồ các kiểu. Kích thích tình dục cho mấy chị em, nữ thì cũng không có chịu thua, mặc đồ bó sát hoặc là nội y, ren rồi lọt khe rồi bikini đồ. Nếu như các bạn mặc cái đó mà đúng hoàn cảnh thì không sao. Thí dụ như là nữ mặc bikini hoặc là nam ở trần lúc ở trong bể bơi hoặc là ở ngoài biển thì không sao. Nhưng mà thí dụ như đang đứng ở trong một cái view phòng giống như thế này mà đứng sẵn tự nhiên cởi ra là nó gõ nha. Cái con robot AI của TikTok á, nó phân biệt được đó nha mấy bạn. Nó biết đâu là bể bơi, đâu là bãi biển và đâu là phòng của Bin Z nha. Ngoài ra đừng có xoay những cái thứ nhạy cảm vào trong màn hình. Thí dụ như là giữa háng giờ tôi đứng dậy tôi kê cái này vô cái là y hệt như rằng tôi bị ban liền á. Hoặc là mông. Rồi tôi biết sẽ có nhiều ông trong đây cái trend lắc mông nó cũng đưa đít vô trong màn hình mà. Nó đưa từ xa mấy cha ơi. Nó đưa là hệ dạng giống như thế này. Còn chân nào hả mà nó đưa vô trong giống như vậy nè. Đó. Mấy bạn nữ nào mà mặc cái phần áo mà nó hở ngay ngực á, lấy cái sticker ịnh vô cho tôi. Tin tôi đi chứ để cho nó gõ một cái giác ngộ bắt đầu đổ thừa tại tôi không nói trước. Rồi điều thứ ba đó chính là không nên để lộ thông tin cá nhân. Mấy bạn có thể để cái phần đó ở trong tiểu sử của các bạn cũng được. Tuy nhiên ở trong video không nên xuất hiện những cái thứ đó. Ví dụ số điện thoại, biển số xe, rồi số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, bla bla bla, những cái thứ nào gọi là hồ sơ mật của chúng ta, hồ sơ cá nhân của chúng ta thì không nên để lộ. Mấy anh mấy chị nào mà livestream bán hàng rồi các kiểu á cũng lưu ý cái phần này luôn nha. Cái thứ tư đó chính là không được nhắc tới hoặc đưa hình ảnh về những cái loại chất kích thích và hoạt động bài bản. Ok, không có rượu bia cần sa, mai thúy, thuốc lào, thuốc lá, thuốc lắc, thuốc lú gì ở đây hết. Hoặc là đánh bài, đánh bạc, đa cấp, lừa đảo. Nếu như mà mọi người đưa những cái thứ đó vào trong video của mọi người thì có thể là sẽ bị bóp tương tác hoặc cũng có thể bị bay màu kênh luôn. Tùy theo loại đồ mà mọi người chơi. Hút thuốc lá thì nó bị bóp tương tác thôi, nhưng mà hút xì ke nó khác nha. Là kênh của mấy bạn nó ra Hoàng Sa Trường Sa chơi luôn á. Tương tự giống như vậy, cái hình ảnh mà chúng ta cầm bộ bài lên thì chắc chắn nó sẽ bị bóp tương tác cho dù các bạn có lấy cái đó các bạn làm ảo thuật đi chăng nữa. Trừ khi cái lượng fan của các bạn nó đã quá lớn rồi hoặc là cái kênh của các bạn nó đảm bảo uy tín rằng cái kênh này chỉ làm về ảo thuật mà thôi chứ không có bài bạc gì đây hết thì mai ra nó không có bị gì hết. Chứ còn nghiệp dư chúng ta mới vô, chúng ta chưa có uy tín, chúng ta chưa có tiếng nói, người ta cũng chưa biết mình là ai thì chắc chắn cầm bộ bài lên là y hệt như rằng bị bóp tương tác ngay lập tức. Đa cấp lừa đảo cũng bay màu luôn nha. Thứ năm đó chính là say no với hành vi bạo lực. À, kênh của mình cũng làm về võ thuật vậy là nó cũng đã dính dáng tới bạo lực rồi, vậy thì mình đã vượt qua nó như thế nào. Đó là mình chỉ hướng dẫn tự vệ bằng tay, bằng chân với là những cái vật dụng mà xung quanh chúng ta có hàng ngày thôi chứ mình không có lấy vũ khí ra để mình chơi. Bởi vậy mới sinh ra những cái thành phần trẻ trâu trên mạng đó. Kiểu như tụi nó ỷ là TikTok không cho đem những cái thứ đó lên là tụi nó có quyền nói mình rén. Mình không dám đỡ phóng hại của tụi nó. Không biết đang cố gắng thể hiện gì luôn á trời. Mẹ bà chia sẻ kiến thức võ thuật á để cho mình tự vệ trong tình huống cấp bách nhất là lấy võ thuật đi mà giúp cho đời chứ ai rảnh háng mà đi quýnh lộn được kìa mà cứ phóng hại hoài đụng mẹ con người hay cắt nói hoài để biết nghe. Không biết tụi nó đang cố gắng thể hiện cái giống ôm gì luôn á. Nhiều khi không muốn chấp nhất trẻ trâu đâu mà cái tụi này nó hỗn quá.
idol thì idol chứ không biết bực bội lắm chứ bộ. Nhiều lúc chán không có muốn nói luôn á. Những ai mà làm content về võ thuật thì sau này mình sẽ có một video riêng cho mọi người. Thứ sáu đó chính là những hành vi về vi phạm an toàn giao thông. Ngày xưa thì không có cái này đâu nhưng mà bây giờ thì có rồi nha. Những cái hành động đua xe lạng lách có thể gây nguy hiểm á, thì nó sẽ bị bóp tương tác. Tất nhiên nếu không có tai nạn máu me nó vẫn sẽ gắn cho các bạn một cái biển warning. Hành động này có thể gây ra tổn thương. Thì những cái bản mà có warning giống như vậy thì sẽ bị TikTok chú ý. Chừng nào cái dòng warning là đây là hành động của chuyên gia thì nó sẽ không lo bị gõ đầu. Nhưng mà những cái warning hành động có thể gây tổn thương á thì lúc nào nó cũng sẽ canh me mấy bạn để nó gõ. Bây giờ thì có thể chưa sao đâu nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó nó sẽ gõ nha. Chỉ cần chính sách hướng dẫn cộng đồng nó thay đổi một chút xíu là con AI nó quét tới luôn. Cho nên những ai mà đã từng thấy cái bản warning này hiển thị trên video của mình rồi đó, đừng có nhầm tưởng là con AI nó bỏ qua cho mấy bạn nha. Bây giờ nó không quét mấy bạn, nó bỏ qua cho mấy bạn, nhưng mà lần sau nó sẽ không bác mà nó quét các bạn bấy nhầy luôn. Chúng ta chưa biết chính sách của TikTok nó sẽ cập nhật gì trong tương lai đâu. Điều thứ 7, né luôn hành động phản cảm. Thì cụ thể đây hành động phản cảm là cái gì? Ngoài đưa những cái bộ phận cơ thể nhạy cảm vô trong màn hình thì chúng ta có những cái hành động như là vỗ mông rồi đưa háng trong màn hình như mình đã nói, cảnh giết mổ động vật, vuốt ve háng hay là vuốt ve ngực của chúng ta, đẩy phần xương chậu, hút thuốc lá, hút vép rồi chơi đồ, hít ke đồ các kiểu, giơ ngón giữa, cầm vũ khí trên tay, ngôn từ gây xúc phạm người khác hoặc là ngôn từ trù ẻo tới tính mạng sức khỏe của một người nào đó, lời lẽ hăm dọa, hình ảnh ẩn dụ làm người ta liên tưởng tới chuyện tình dục, lời lẽ hoặc là hình ảnh về tự tử, hình ảnh ghê sợ hay là hình ảnh về những căn bệnh hiểm nghèo, hình ảnh gây sốc hoặc là gây ám ảnh. Ông nào mà làm những cái dạng video hù ma jump scare rồi kiểu người ta đang chăm chú nhìn vô cái màn hình tự nhiên nguyên con ma nó nhảy ra cái là ông đó là bị gõ đầu nha. Từ phân biệt chủng tộc hoặc là phân biệt giới tính, cổ vũ cho nạn buôn người, nội dung quấy rối tình dục hoặc là hấp diêm. Điều thứ 8 đó chính là tránh nói những từ ngữ nhạy cảm. Từ nhạy cảm là sao? Ví dụ đủ má đi con ma mày. Nói thẳng ra từ tục tiểu á. Ngoài ra còn một số từ khác, ví dụ như là giết, chết. Hãy thay thế những từ đó bằng những cái từ ngữ khác cho nó nhẹ nhàng hơn. Thay vì nói là chết thì bây giờ mình có thể thay thế bằng từ nào? Thí dụ như là ngụm củ tỏi nè, đăng xuất lên bàn thờ. Rồi thay vì chúng ta nói cái thằng mà chuyên gia quýnh phụ nữ giống vậy á, đem đi giết nó luôn đi, thì chúng ta có thể thay thế bằng câu đem nó đi chôn đi. Chúng ta có cách nói khác mà, đúng không mọi người? Đừng làm mọi thứ nặng nề quá. Đúng mẹ mày. Điều thứ 9 đó chính là tránh đăng video xong rồi xóa, xong rồi lại tiếp tục đăng video đó lại. Bóp tương tác ghê lắm. Điều thứ 10, ai mà bắt đầu làm TikTok ra tiền rồi rất là ghét cái điều này, đó là tránh xuất hiện logo của thương hiệu khác trên video. Tất nhiên làm quảng cáo là phải show thương hiệu ra đúng không? Ok, mình sẽ làm một video riêng cho các bạn về cái vấn đề này nhá. Điều thứ 11, vấn đề bảo vệ trẻ em. Không để cho trẻ em từ 14 tuổi đổ xuống đứng riêng một khung hình. Nếu như những bạn nhỏ từ 14 tuổi đổ xuống mà muốn làm TikToker, mấy bạn là content creator, nhà sáng tạo nội dung á, thì các bạn được đứng riêng. Nhưng nếu mà chúng ta quay một đứa nhỏ 14 tuổi đổ xuống mà trong cái khung hình đó chỉ có một mình nó đứng thôi thì chúng ta rất có khả năng là bị bóp tương tác hoặc là bị gõ đầu. Và đặc biệt cực kỳ nghiêm cấm về vấn đề tình dục đối với trẻ dưới vị thành niên. Và điều cuối cùng trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là không được đăng thông tin sai sự thật. Có thể là về chính trị, có thể là về tôn giáo, có thể là thông tin về y tế. Ok, và đó chính là 12 điều chúng ta cần phải lưu ý khi bắt đầu build một kênh TikTok. Dành cho ai nãy giờ vẫn chưa nhớ và muốn đọc lại thì mình có để ở dưới phần description, phần mô tả của video này 12 cái luật đó. Bấm xuống mô tả, mọi người sẽ thấy được cái đường link, click vào trong đó để xem nhé. Đây chỉ mới là bài 1 thôi. Hẹn gặp các bạn ở bài số 2. Ok, đi ăn cơm.